Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với MC Vlog. Lúc nãy các bạn biết là 4 giờ sáng mình vừa mới stream xong, nhảy lên xe để quay về Cao Bằng luôn. Và hiện tại đang khoảng 12 giờ trưa và đang ở Trùng Khánh, ngay trên sông Quây Sơn. Đây là một trong những dòng sông mà nó ngay gần chỗ Thác Bản Dốc. Thác Bản Dốc thì năm vừa rồi mình có làm vlog cho các bạn xem rồi. Trong 3 ngày ở Cao Bằng thì mình sẽ dẫn các bạn đi lòng vòng để xem có những cái gì hay ho, từ di tích lịch sử cho đến danh lam thắng cảnh, cho đến đồ ăn thức uống các bạn nhé. Và đây sẽ là ngày đầu tiên của vlog. Giới thiệu cả các bạn, cái đang quay trong vui mắt kia người ta gọi là cái cọn nước. Nó để làm gì tôi cũng không biết, nhưng mà hình như ngày xưa để giã gạo, giã thóc gì đấy. Cái dòng sông Quây Sơn này là một trong những dòng sông rất là xanh và sạch. Nó bắt nguồn từ bên Trung Quốc và nó dài khoảng 90 cây. Khi mà sang địa phận Việt Nam thì nó chỉ còn khoảng 49 cây thôi. Ở trên dòng sông Quây Sơn này nổi tiếng nhất các bạn biết là gì không? Nó là Thác Bản Dốc. Đấy, con sông này là nó cứ chảy này, và cách đây khoảng 3 cây nữa là đến Thác Bản Dốc luôn rồi. Thác Bản Dốc thì các bạn có lẽ là xem rất là nhiều rồi, và năm trước tôi cũng có một cái vlog về Cao Bằng quay cho các bạn xem Thác Bản Dốc rồi. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục hành trình đi đến Bản Mon các bạn nhé. Tôi đang có mặt ở Bản Mon, một trong những cái bản nhỏ ở huyện Trùng Khánh. Nơi đây du khách người ta hay tìm đến để nghỉ dưỡng. Các bạn có thể chèo thuyền, các bạn có thể cắm trại, hay là các bạn có thể tắm sông, hoặc là đơn giản là các bạn có thể đi bộ để hít thở không khí trong lành như tôi chẳng hạn. Ui. Nhìn đây, nước sông xanh lè luôn, thích không? Chỗ này kiểu anh em bạn bè mà ra đây ngồi chill với nhau thì sướng phải biết luôn. Nếu như các bạn ở thành phố thì khó mà các bạn có thể tìm được một cái nơi mà không khí nó trong lành, nó yên bình, mà có một dòng sông nó sạch như thế này. Nếu như mà thời tiết cho phép thì tôi đã nhảy xuống sông, tôi tắm cho các bạn xem rồi. Chỗ này mấy chị em mà mặc quần áo sung sính ra tự sướng thì bét lè nhè. Tôi đang ở hồ Bản Viết. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây luôn. Nói thật với cả các bạn là ở dân Cao Bằng mấy chục năm rồi, không hiểu tại sao tôi chưa giờ tôi mò đến đây. Nghe đồn là tí nữa tôi sẽ được đi súp, là kiểu nó sẽ có một cái ván, sau đấy là mình sẽ đứng lên trên đấy xong rồi mình trèo ấy. Tôi thấy cái bộ môn đấy người ta hay chơi ở Hồ Tây rồi, nhưng mà tôi chưa có dịp trải nghiệm. Hôm nay tôi lại được trải nghiệm quê tôi, thế nó mới dở hơi. Đây là người ta hay cắm trại ở đây đúng không? Cắm trại trên cái bãi trường, cái dụng sân kia ấy, đẹp lắm. Trông hợp lý nhỉ. Biết bơi mà. Từ từ đứng lên luôn à? Không, ngồi thôi. Rồi, được, không ra đâu. Thoải mái. Ê, cho đây. Trời ơi, vui đấy, vui. Tí tầm 6 tối đón em về cả nhá. Mới đầu thì nó cũng hơi run thật, nhưng mà bây giờ bắt đầu là thấy nó thích đấy. Tôi là thấy ở Hồ Tây người ta lại còn đứng lên cơ, nhưng mà tôi thấy là đứng lên nó mạo hiểm quá. Để tôi ngồi thế này từ đầu đi cho nó hợp lý. Một mình tôi giữa cái hồ này với một cái súp này. Khi mùa đông đến trời bắt đầu trở lạnh ấy, là ở đây là sẽ có lá phong. Đấy, lá phong nó đỏ, nó sẽ rực hết cả xung quanh cái khu này luôn. Mà cảm giác như kiểu nó đang ở nước ngoài ấy các bạn.
Đây đang có cả flycam bay nữa, về tôi lồng thêm cả mấy cái cảnh flycam bay chiêu chiêu nữa thì nó sẽ đẹp. Nhìn thì hơi sợ thôi nhưng mà nó không khó như tôi nghĩ không ạ. Chung là làm được, mỗi tội là không dám đứng lên thôi. Cái này chắc là phải có quá trình luyện tập một tí. Hôm nào tôi sẽ ra Hồ Tây tôi làm thử lại một phát. Mấy cái chỗ này nếu như mà anh em mà có thời gian hay là cùng bạn bè đến đây đốt lửa trại xong cùng nhau cắm trại ở đây ngủ đây qua đêm xong rồi trèo sắt nhà thì nó là hết ý 10 điểm. Giờ chúng ta cùng nhau chia tay Hồ Bản Viết để về kiếm gì ăn các bạn nhé. Bây giờ tầm 6 giờ chiều rồi, trời bắt đầu sầm sầm tối rồi. Đói lắm rồi. Nhá. Khoai khoang nghệ đúng không? Sao củ khoai trông buồn cười vậy nhỉ? Cho anh xin phát trà đây. À, uống này tối mất ngủ lắm. Ôi rồi giờ đã lo ngủ. Rồi anh em mình vào bếp xem tối nay ăn gì các bạn nhá. Lạnh thế. Đây càng buổi tối càng lạnh. Đây là gà nướng à chị? Gà nướng các bạn. Đây gà này chắc chắn là gà nuôi chứ không phải là gà công nghiệp mình hay ăn ở gà bản địa. Đây là giò đúng không chị? Đúng rồi, giò. Nó giò sao chị cắt trông đẹp thế nhở? Đây là xôi cẩm đúng không? Đúng rồi, xôi cẩm. Số cẩm này ngày xưa hồi em còn nhỏ, hồi tiểu học là hay ăn với lạc, người ta bán ở cổng trường. Ở đây đây, lạc cái này là vừa lạc đây. Hợp lý. Đây là cái gì chị? Đây là cốm. Cốm á? Cốm ở nhà chị làm mà. Để tí nữa chị làm vắt hạt rẻ lên cho bọn em ăn thử. Cốm với hạt rẻ? Đúng rồi, cốm hạt rẻ. Em chưa ăn kiểu cốm không, em ăn rồi hạt rẻ em ăn rồi. Nhưng mà các bạn biết ở Trùng Khánh rất là nổi tiếng với cả hạt rẻ. Người ta hay bị nhầm là hạt rẻ Trung Quốc, Trùng Khánh Trung Quốc, nhưng mà ở Trùng Khánh, Trung Quốc cũng có Trùng Khánh, Cao Bằng có Trùng Khánh, nhưng mà hạt rẻ mà nổi tiếng thì là nó là hạt rẻ của Trùng Khánh, Cao Bằng các bạn nhé. Ủa trông quả gà ngon thế nhỉ? Cái này tí nữa hạt rẻ bỏ lên làm nhau chị? Tí nữa chị hấp lại xong rồi chị cho hạt rẻ cục vào. Nhưng mà hạt rẻ cục nó to đùng mà. Không, chị dã ra, mình như cái xôi. À nó dã ra nó sẽ mềm mềm. Đúng rồi, à, mình xong rồi trộn với cả cái này. Ủa mới nhỉ? Cái này nó tuổi thơ mẹ luôn ấy. Ngày xưa nhá, 500 đồng được một gói xôi bằng này, xong người ta sẽ rắc thêm tí lạc lên, một sáng, ăn sáng chỉ như thế thôi. Chết ăn vụng nhà thấy vô duyên thế nhỉ? Không vô duyên thì mà ăn vụng mới ngon mày. À đây hả chị, hạt rẻ đây không? Đấy, hạt rẻ quê chị đây. Em chưa hạt rẻ Trùng Khánh nó vàng như này nhá, đây này nó vàng như này. Đây các bạn nhá, để cái hạt rẻ mà đến khi mà nướng lên chín ấy, mà nó nở như này, người ta còn phải khía. Nghĩa là người ta lấy dao hay lấy kéo, người ta cắt ở đây này. Thì lúc nướng và sao lên thì nó mới tòe ra như thế này thì các bạn bóc mới dễ được. Chứ còn để mà các bạn lười ấy mà làm không thì nó đau tay lắm. Em dã chị nha, chị bóc cho em dã chị luôn này. Em thấy mình rắc vào cái xôi. Cái cốm của cái cối này là cối gang đúng không chị? Đúng rồi. Cho nó sạch. Ngày xưa là các cụ toàn chơi bằng cối gỗ. Mà thằng nào không biết dã là vỡ cối là kiểu gì cũng ăn đòn. Cái hồi nhỏ toàn thế. Này cái năm bao nhiêu là các bạn mình được công nhận là công viên địa chất nhỉ chị nhỉ? Em bên năm 2018 em ạ. 2018 à? Rồi. Em thấy bảo là chị đóng góp nhiều vào cái danh hiệu để làm đúng không? À, cũng không đâu em ơi, thôi cho mình là cái người địa phương mà thì chị cũng tốt nghiệp chuyên ngành về ngoại ngữ thì cũng gọi là khi mà UNESCO họ cần một cái thuyết trình viên tại điểm của thác Bản Dốc ấy thì họ cần tìm một người thì am hiểu về văn hóa, am hiểu về cuộc sống cũng như là tín ngưỡng mọi cái ở trên khu vực của bà con đồng bào khu vực Đàm Thủy thác Bản Dốc thì chị cũng có đóng góp tham gia. Tại vì em thấy chị biết sao không? Sáng nay em vừa đến thấy ngoài cổng chị có cái chữ gì UNESCO gì. À đúng rồi. Tại vì cái điểm của chị đây là đối tác thuộc công viên địa chất thuộc UNESCO toàn cầu. Thì ở tỉnh Cao Bằng cũng cho điện Lan Hồng Tây một cái biển ở ngoài đầu ngõ lúc em nhìn thấy đấy. Vâng là vâng. Cái điểm của UNESCO để tiện cho các đoàn họ tham quan có một cái biển chỉ dẫn rồi. Nhà chị cũng đam mê phát triển mấy cái này lắm nha. Thôi được khá khá rồi em dã nha chị nhá. Rồi. Cái này nói trước cả các bạn nha, tại vì cái quả cối này của chị là cối bằng gang. Không biết cối bằng gang là ví dụ như là vỏ lon Coca, vỏ lon Pepsi về người ta sẽ đúc ra thành mấy cái cối với cái nồi kiểu như này. Đúng động tác là phải che đi một nửa nha, nếu không là nó sẽ bị bắn ra ngoài. Nhưng mà thế này các bạn lại không nhìn thấy gì. Đây.
Đây. Rồi, rồi. Xong bây giờ làm nhau chị? Em trộn vào đây chị đây. Chị có găng tay chị bốc vào em ơi. Thơm ấy. Bùi. Xong trộn lại với nhau. Bình thường chị trộn với cả chuối nữa cơ. Đấy, nhưng mà hôm nay chị chuối tiêu mấy hôm nay lạnh quá nó chẳng chín gì cả. Mình trộn ăn này cũng ngon. Xong mình có phải trộn thêm gì vào nữa không chị? Không đâu, ăn đi, ăn này luôn. Ăn mộc này thôi. Trộn thêm đường thứ ăn nó mọi người lại ngọt, mọi người lại sợ. Ăn kiểu chơi chơi này đó mọi người thích. Em xin phép chị nhá. Rồi em ơi. Ăn nó lạ cực kìa. Đúng không? Ăn nó giống kiểu cốm trộn với hạt dẻ. Cái này nó ngon, cái nó thơm mùi cốm, xong nó lại bùi mùi hạt dẻ. Nó trộn vào với nhau. Ngon kìa. Ngon. Bây giờ tôi sẽ ăn tối, sau đấy là chuẩn bị xem các cụ hát then với cả hát Hà lều. Bên này là mâm của cụ à? Bên kia là mâm của các cụ nam này. Đây mâm của tôi này. Cơm đã. Mày ăn nốt đi, xong lúc nào dậy bảo tao 200 đứng dậy. Không một mình ngồi ăn đây buồn cười lắm. Bây giờ là tiết mục gọi là đốt lửa trại các bạn nhá. Tôi chưa hiểu được là cơ chế đốt lửa trại nó như nào. Có hẳn hai cái lốp xe. Ừ, có hai cái lốp xe ở đây. Lửa trại chúng ta đã lên rồi. Hôm nay không phải vì lạnh quá mà tôi đốt lửa trại đâu, mà chúng ta chuẩn bị được xem các cô các chú giữ gìn những làn điệu dân tộc qua những câu hát then, qua những câu hát lượn và những câu hát hà lều các bạn nhé. Hello các bạn, bây giờ là 5 giờ sáng, tôi dậy từ 4 rưỡi rồi để chuẩn bị quay cái cảnh chạy bộ thể dục buổi sáng quanh hồ Bản Viết, là cái hồ mà tôi chiều hôm qua tôi trèo sắp ấy. Hy vọng là thời tiết nó sẽ đẹp đẹp để có một cái bình minh trông nó lung linh một tí để quay cho các bạn xem. Mệt. Tôi không nhớ được là bao nhiêu năm rồi tôi không dậy sớm để tôi đi chạy thể dục như thế này. Đúng ra là ngày hôm nay bọn tôi sẽ lên trên này để đón bình minh cơ, nhưng mà các bạn thấy cái thời tiết nó hơi bị mù một tí nên là không thấy mặt trời đâu cả. Nên là chạy bộ thể dục thể thao một tí xong rồi chuẩn bị về ăn sáng. Sáng nay sẽ có món bánh cuốn. Dạo này mẹ Lý của tôi về Cao Bằng nên là lâu lắm mà không được ăn bánh cuốn, nhưng mà bây giờ sẽ quay lại cảm giác ăn bánh cuốn ở Cao Bằng các bạn nhé. Bánh cuốn là một trong những món đặc sản ở trên Cao Bằng mà nó khác với cả Hà Nội, người ta sẽ ăn bằng canh xương chứ không phải là ăn bằng nước mắm. Chị Na, chị Lan. Chị Lan, chị đang tráng bánh cuốn này. Đây là chị Lan, chị tráng bánh cuốn ở nhà. Còn nếu như mà đi ra ngoài quán ăn ấy thì ở Cao Bằng có một cái văn hóa ăn bánh cuốn rất là hay, đấy là người tráng bánh người ta sẽ ngồi tráng nha. Nếu như đông người ăn quá thì tại vì mỗi lần tráng chỉ được một cái thôi nên là sẽ tráng không kịp hết tất cả mọi người đâu, nên là cứ xong một cái là sẽ đưa theo vòng cứ từng người, xong ai ăn no rồi thì sẽ đứng lên để đi về đấy, kiểu như thế. Ủa khiếp, giò Trùng Khánh to thế. Cái giò ngoài thị xã bé khoảng này. Cái giò Trùng Khánh to gấp 10 lần ạ. Đấy, Cao Bằng là canh, sẽ là canh xương như này các bạn. Có
Còn thả thấy mít giò vào nữa. Ui, ăn cái giò này no luôn chị này, chị Lan ạ. Xem có bị nhầm chị Na. Thế vô duyên thực sự. Anh có biết tráng của anh Cuốn không anh? Sao không biết? Anh tráng cho bằng ai chả biết tráng. Người cao bằng ai chả biết tráng. Đây em có lời, à em có lời thì anh lại biểu diễn cho em xem nha. Chị cho em mượn cái. Dạ. Ôi thế là dai cao bằng đấy là ngon rồi. Cho như rồi, rồi, rồi. Ôi giời ơi, 10 điểm. 10 điểm đấy là chuẩn rồi. Chị ngoài nhân của em với. Rồi, ok này. Làm cái nữa không? Cả nhiều cái nữa không? Không không, em làm cái thôi chị. Rồi. Làm cái thế là đẹp rồi, bây giờ làm thêm cái nữa tí nó lại xấu quá. Ừ, đấy lại xấu quá. Mất điểm. Nét quá đúng không? Xấu. Vợ anh ngày xưa không ăn được bánh cuốn cao bằng đâu, tại vợ anh là người Hà Nội quen kiểu ăn bánh cuốn với nước mắm ấy. Xong rồi về sau mẹ anh làm nhiều quá không có gì ăn nữa, bắt buộc phải ăn nên bây giờ thành bị nghiện. À, nhà anh phải đầu tư hẳn một cái máy sắt gạo mà, tại vì ở dưới Hà Nội không có chỗ đi sắt gạo như này đâu, mà có thì rất xa. Thì anh mua luôn cái máy sắt gạo về cho mẹ anh, tuần nào cũng được ăn bánh cuốn. À, không phải phét ấy, khoảng 1-2 năm nữa anh mà không làm nữa là bắt đầu anh sẽ mở quán bánh cuốn cho mẹ anh làm. Làm cho ăn cho nó vui, làm cho nó vui. Phát điên. Chơi không? Không, nó là tinh túy đấy. Nó là truyền thống dân tộc đấy. Không bảo tồn là nó bị mai một đấy. Truyền truyền được cho một hai người. Cái này bọn tôi truyền nhá. Bọn tôi tiếp thu là một cái mà còn phải truyền thụ không ạ? Hôm sau này giới trẻ mới bỏ hết. Gì? Chị không biết về em đâu nhưng mà rất nhiều người biết về em mà nhiều người nói với chị. Rồi, hôm nào có dịp em lại qua bên chị. Vâng. Mùa lúa chín. Nào có dịp đi chơi không phải là đi làm, vào chơi cho nó thích. Đây là cái chỗ này của chị ngồi anh ương thích. Đấy. Chỗ này hôm nào chị còn có một cái hòn đảo ngoài kia. Ui, nhà có đảo luôn. Một hòn đảo mà như là tách biệt khỏi thế giới bên kia. Ua. Em bởi vì em làm cái tên tuổi coi như là làm nên coi như là những giới trẻ của cả nước và nể Cao Bằng. Trời thật sự ơi, là, thật sự nghe chị, quá đáng thế. Thế bảo chị biết ai Cao Bằng chị nổi tiếng không? Ờ, bảo không, chị không biết. Thằng game thủ kia ấy. Bảo thế à, chị không biết. Nó ra nó nói mà chị không biết đâu. Chính những cái người du lịch đến đây là cái tên tuổi của mình là làm cho cái Cao Bằng nó nổi tiếng. Bảo đấy biết không, Cao Bằng có thằng game thủ nổi tiếng lắm. Chị bảo ôi thế à, ai? Thế nó bảo nói, chính bọn nó nói thế, chị không biết, chị có biết gì đâu. Có cái gì? Bà chị nói quá đấy, bà chị bùng nổ quá. Mai lại thành hôm sữa tây mi sinh. Chào Na nhá. Con nho đâu không thấy ra chào chưa? Nho đã cho con bút đi. Chào Na nhá, bye bye. Vâng ạ, vâng ạ. Bye bye chị. Bye bye em. Lên thác nhưng mà khác với mấy lần trước chỉ đứng ở bên dưới nhìn thì hôm nay phải trèo lên cả đỉnh thác, nên là anh em có chuẩn bị cho một đôi ủng bao lâu rồi các ông không bị ủng? À, Linh ơi, mày đưa anh hai chiếc trái anh đi kiểu gì? À, mày có bị nhầm không đây hay mày lấy nhầm toàn chiếc trái rồi? Đúng rồi. Mày xem mày phải hai đôi phải không? Toàn đôi trái hết này. Đâu, những ủ chơi gạo mà. Dừng đây cắm chân hai chân trái. Đâu, những ủ nó không có bên trái phải đâu. Có anh. Có. Đây hai đôi nó trái có này. Đây đúng rồi. Mày này. Xem lại qua anh em đây phải hai đôi trái không? Đây đôi một trái một phải này. Mua toàn ủ trái, sợ thật.
em tôi vừa sắm mỗi thằng một đôi ủng xong để đi dẫm rắn các bạn ạ. Ui rắn kìa. Mấy cái đá nó trơn hết đấy. Bắt đầu thấy thác rồi đấy. Ngay đây luôn này. Ôi, tôi vừa qua đoạn cuối này xong. Xong bây giờ đến một cái đoạn trông nó còn xiết hơn cơ. Ôi. Tiếng thác chảy càng ngày nó càng to rồi. Uầy, chỗ này là để nó tắm à? Chỗ này để nó tắm à? Quả này xịn nhờ. Sau khoảng 20 phút đi bộ từ đường mòn vào trong đây thì bây giờ bọn tôi đã tiếp cận được cái thác đầu tiên. Đấy, thác bé tí như này thôi. Ở đây có một cái ao to mà thấy dân bản địa người ta bảo là dưới này là nuôi cá. Còn cái thác chính của thác Bản Dốc thì nó ở ngay bên này rồi. Ở đây thì đã nghe tiếng mầm mầm và bọt nước nó tung lên trắng xóa rồi. Bây giờ chúng ta cùng đến gần hơn một tí cái thác bên dưới này để nhìn vào một cái góc nó mới hơn, nó lạ hơn các bạn nhé. Ui, nhìn này. Ây dồi ôi. Trời ơi. May mắn là ngày hôm nay thác cũng nhiều nước nữa và nắng rất là đẹp nên là chúng ta có một cái cảnh hùng vĩ như này đấy các bạn. Thôi tạm chia tay với cả thác Bản Dốc, về chúng ta cũng đến địa điểm tiếp theo các bạn nhá. Một ông mất dạy. Chuyến này về đèn xì chảy hết cả nắng. Mất vết vẻ đẹp trai. Hiện tại thì tôi đang ở hồ Thang Hen. Hồ Thang Hen là một trong những cái hồ rất là đẹp ở Cao Bằng, cũng là một địa điểm du lịch mà mọi người rất hay tới cuối tuần chơi. Ở đây thì các bạn có thể đi thuyền, các bạn có thể câu cá. Tôi thấy là nếu như đây đầu tư thêm quả kayak với cả đạp vịt nữa thì nó hợp lý này. Cái hồ này thuộc huyện Quảng Hòa, Cao Bằng và cách thành phố khoảng hơn 30 cây thôi, nên các bạn có thể thoải mái đi về trong ngày. Mặc dù là người con Cao Bằng nhưng mà tôi chưa đi hồ này bao giờ không ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng xuống để khám phá xem cái hồ này có những gì nhá. Tôi nghe đồn có cả hang động các thứ để anh em có thể chui vào ấy. À, như có bè trái tim trông buồn cười vồn. Đây sao tí nữa mình sẽ đi cái thuyền này. Tôi thấy anh em bảo là cái hệ thống hồ Thang Hen này nó còn mấy chục quả hồ nhỏ nhỏ như này mà nó thông với nhau cơ. Đẹp phết. Thôi anh em mình cùng nhau lên thuyền đi thử vòng xem hồ Thang Hen nó như thế nào. Mà vẫn phải nói lại với cả các bạn một lần nữa là không khí trong ngoài nó thích dã man luôn, kiểu nó trong lành khiến cho mình thích đi đi mãi mà không thấy mệt ấy. Nó vừa mát xong rồi nó vừa hanh hanh lạnh. Ngày hôm nay nắng lên một tí quay nước màu nó đẹp hơn hẳn. Ngày hôm qua đi cái hồ Bản Viết ấy, nó cứ âm u các bạn nhìn em, dây nắng các kiểu trông xanh lè vàng khè. Mà hôm qua nó như thế có phải tốt không nhở? Tại vì cái mùa này nước nó hơi cạn ấy, cho nên là mình không sang được cái hồ bên kia.
cái quần thể hồ Thang Hen này nó gồm đâu đấy khoảng hơn 30 cái hồ cơ, và nước càng cao thì các bạn sẽ càng đi được nhiều hồ đấy, cơ chế của nó hoạt động là thế. Còn hôm nay thì nước nó hơi ít. Bây giờ có quả hang này, hang này vào được không em? Vào được à? Có thể vào luôn nhá. Vào thử quả hang này trông nhá, trông bí ẩn dã man. Này đây có cái lỗ như kiểu là cái hố sụt ấy, xong nó tạo lên một cái hốc này. Tầm này nó hơi muộn rồi, tầm chiều muộn rồi, nên là tôi nghĩ là nếu như ban ngày vào đúng một thời điểm thích hợp ấy thì nắng nó sẽ chiếu thẳng vào trong cái hồ này, mình sẽ có cảnh quay kiểu nó đẹp dã man. Này đi hơi muộn. Bây giờ anh em mình chuyển qua bên núi Thủng để cho nắng nó đỡ tắt các bạn nhá. Từ đây qua núi Thủng thì nhanh lắm, chỉ khoảng 10 phút thôi. Qua đấy nghe đồn là có xe máy, để tôi đi thử xe máy một vòng quanh cho các ông xem. Bạch Mã Hoàng Tử, hello nhá. Giới thiệu à, các bạn, đây là núi Thủng, hay là người ta còn gọi là núi Mắt Thần, thuộc Trùng Khánh, Cao Bằng. Nơi đây thì cách thành phố khoảng hơn 30 cây. Và đường xuống ở đây thì trông nó hơi khó một tí, với cả là có thêm mấy con trâu, tôi đang hơi hãi. Tôi đọc báo nhiều, tôi thấy trâu nhiều lúc nó cũng khó tính lắm. Rồi, quay trở lại với câu chuyện núi Thủng và núi Mắt Thần của chúng ta. Thời điểm mà tôi đến đây thì nó khoảng hơn 5 giờ rồi, nên là hơi tắt nắng một tí. Ở trước núi Thủng có một cái thảm cỏ rất là đẹp và vẫn có một cái hồ kìa, phong cảnh hữu tình. Và đây là một trong những nơi mà mọi người rất hay đến cắm trại. Núi Thủng mới được phát hiện cách đây khoảng 8 hay 10 năm gì đấy, và bây giờ nó coi như là một cái biểu tượng mới ở Cao Bằng vậy. Khi mà người ta nhắc đến núi Thủng hay là thác Bản Dốc cái, người ta biết ngay là đây là Cao Bằng. Bây giờ chúng ta cũng đến gần hơn một tí để chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của nó nhé. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà tôi xuống dưới núi Thủng đấy là rất nhiều cứt các bạn ạ. Và tôi nghĩ là cứt ngựa. Ui, nhìn này. Thế này mà cắm trại thì có phải là thích không? Bãi cỏ bãi nào bãi đấy xanh mướt. Có hồ luôn ạ. Tôi hay xem ở trên mạng có nhiều ông ở tận miền Trung, tận miền Nam cũng mò lên đây xong rồi cũng thuê đồ các thứ chạy ra đây ngủ qua đêm. Chung là đẹp, và được cái là xung quanh đây phong cảnh nó còn hoang sơ ấy các bạn nhìn, không có một cái nhà nào, không có một cái dịch vụ nào ở đây cả. Thì kiểu hội chơi xe này tôi nhớ ngày xưa tôi chơi xe. Thích. Mà cái xăng min này các ông biết nó kiểu xăng tuổi thơ ấy. Ngày xưa cứ một cái nhà mà có xe min này là mọi người sẽ vào hít khói ấy. Trẻ con trong làng là sẽ chạy vào hít cái khói này, nó thơm dã man ấy, nhưng mà nó độc. Nó là khói xăng mà. Cho anh mượn chạy vòng được không? Chạy không? Đó, nó xe côn bình thường thôi đúng không? Nó xe côn bình thường chạy được. Núi Thủng, Cao Bằng, bây giờ tôi sẽ quay trở lại thành phố để nghỉ ngơi một tí. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu ngày thứ 3 khám phá Cao Bằng các bạn nhé. Buổi sáng nay thì chắc là ăn sáng ở ngõ nhà mình, quán phở mà mình hay bảo các bạn. Đây, phở Thảo. Nay sẽ cho mọi người ăn thử phở chả, sau đấy là hỏi mọi người xem nó có ngon thật không và tại sao mình bị nghiện ở đây các bạn nhé. Kìa. Ngoài phở vịt, phở chả ra Cao Bằng còn nổi tiếng với phở chua và phở sốt vang nữa. Nhưng mà không có thời gian để đi ăn cho các bạn xem. Em đi nhá chị Thảo ơi.
chia tay với chị Phở bán Thảo. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua khu hành trình mới ở cây số 5, sau đấy là đi Colia các bạn nhé. Chung tay phòng chống dịch Covid, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Không đeo khẩu trang sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu cho đến 3 triệu đồng. Nơi tôi đang đi bộ đây là trung tâm hành chính mới của thành phố Cao Bằng. Ngày xưa thì Cao Bằng chỉ phát triển dọc hai bên bờ sông Bằng thôi. Tuy nhiên là do sự phát triển về dân số cũng như là quy hoạch lại thì bây giờ thành phố chúng ta đã to hơn, rộng hơn và có một trung tâm hành chính mới, chuyển sang cách trung tâm thành phố cũ khoảng 5 cây số. Ở đây thì các bạn sẽ thấy rất nhiều thứ đổi mới, ví dụ như những tòa biệt thự liền kề ở đằng kia, hay là chúng ta đang đứng đây có một cái quảng trường rất rộng để người dân có thể tham gia hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, hay là những chương trình văn nghệ to hơn, bùng nổ hơn. Bảo tồn và gìn giữ là trách nhiệm của thế hệ trẻ. Dạ, đây ạ. Đấy, khắp nơi rồi. Máy đây. Vâng. Chú ở đây hút chú. Chú làm bi chú. Làm bi. Nhưng mà bây giờ là cái tình hình như này phải vâng, chuẩn. Hiện tại thì cả nước chúng ta đang oằn mình chống dịch. Và để chống dịch tốt nhất thì các bạn nên thực hiện tốt 5K. Trong đấy là có ngồi giãn cách. Các bạn thấy là dù hút thuốc lào chung nhưng mà bọn tôi vẫn là ngồi xa nhau, truyền điếu cho nhau. Đấy, tôi thủ chuẩn không? Đi vào trong rừng trúc để trải nghiệm giống kiểu bà con đi thu hoạch trúc như thế nào. Nhưng mà từ ngoài đi vào đến đây toàn đường đất nảy tức tưng như thế này các bạn ạ. Khoảng 5 đến 6 cây rồi mà bọn tôi đi mất khoảng 30 phút. Thật là dã man và chưa thấy điểm dừng ở đâu cả. Này, đi đường trúc này. Được cái là nó đẹp, không khí trong lành. Tôi đang trải nghiệm đi bộ trong rừng trúc ở Nguyên Bình. Ui, đây là đầu tiên tôi đến Nguyên Bình luôn, là các bạn có thể nhìn thấy trên khung hình toàn trúc là trúc, đẹp dã man. Trúc, ôi trúc, trúc, toàn trúc là trúc, ôi quá nhiều trúc. Xe của ai đấy, mượn được không? Trúc này người ta trồng xong rồi đến một cái thời điểm nào đấy là họ sẽ thu hoạch để mang về làm đồ nội thất, thủ công mỹ nghệ các kiểu. Mà tôi cũng hiểu là người ta lấy giống trúc ở đâu. Cái trong này khí hậu nó lạnh với cả là độ ẩm nó thích hợp để mọi người trồng trúc, nhưng mà nó hơi bị xa một tí. Được không bạn? Không nói được rồi. Điếu mà vừa ra lò đúng không? Ừ, còn tươi luôn. Thuốc lào mới thôi, thuốc lào mới đấy. Rồi hết tinh túy ra nền rồi. Rồi không sao, cho các cụ tí. Quả nó còn vẫn cũng vào. Vào đâu? Đường tớ vừa xuống kìa. Thế cậu lên trước đây. Tớ dắt bạn đi. Trong này kiểu nó vừa tối, nó vừa ẩm ướt. Cảm giác sợ. Giống những bộ phim kinh dị tôi đã từng xem trên Netflix. Hạ cầm thằng tí, hạ cái tôi. Anh trả cái người về em xíu xíu nữa đi. Đấy, đấy, đấy.
Mặt háo hức đi anh ơi, mặt đang trông căng thẳng lắm. Háo hức thế thì lại là thành ngáo. Thế thành ngáo hức à? Đúng rồi, như thế đúng rồi, như thế đúng rồi anh ạ. Mày đừng nói nữa. Okay, ôi được rồi, cắt được đôi dây. Cắt đôi dây. Giống kiểu giống cứt đấy. Đấy, cứt đấy. Cứt nào nó cứt đấy. Đấy, cứt đúng rồi, cứt. Cứt thật đấy mà. Đấy, không xong vào đâu ai đi mà xong vào kinh không? Con lại có cứt đấy. Trời ơi. Mà anh dẫn tất cả một chỗ mà dẫn vào cất đấy. Bao nhiêu chỗ ở dẫn mà. Ê, đây là cất gì, cất người sao đấy. Để em quay cất, đống cất cho. Ê, đi đâu dùng xe để cất tao lên xe mất. Ê, bảo mặt đừng đồn. Anh ơi, trên đồng câu quả thật là em thử sao anh nổi tiếng được luôn thật. Thế đấy, tại sao mày biết tại sao chọn lọc tự nhiên đấy? Tại sao chúng mày cả một cái rừng trúc chúng dẫm cứt vào mỗi mình tao dẫm? À, ok, đừng. Mẹ thiên nhiên đã chọn rồi, không? Bãi cứt này là thằng độ dẫm. Dẫm. Nãy mày quay bãi cứt không sáng? Có. Eo ơi. Anh về mà dựng cái đồng cứt đấy cho cái video. Về dựng cái. Tao sẽ phát đúng giờ ăn cơm. Bạn có nhiều bạn xem clip của tao để ăn cơm. Bây giờ đoàn bọn tôi sẽ lên xe di chuyển lại về Colea để ăn trưa cái, xong rồi chiều quay tiếp các bạn ạ. Tạm thời như thế đã. Còn tôi bây giờ tôi phải kiếm chỗ nào có nước để tôi rửa cứt ở giày phát. Mặc dù tôi đã mài đi mài lại rất nhiều lần ở dưới đường rồi, nhưng tôi cảm giác vẫn có mùi thôi thối gì đấy quanh đây. Thực sự là ám ảnh. Hiện tại thì tôi đang ở khu du lịch sinh thái Colea thuộc vườn quốc gia Phía Bắc Phía Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Tại đây thì ở độ cao 1.900m so với mặt nước biển, dãy núi Phía Bắc được coi là nóc nhà của tỉnh Cao Bằng. Đây thì quanh năm mây mù bao phủ, không khí trong lành, được mọi người ví như là Đà Lạt tại Cao Bằng vậy. Nơi đây thì cứ mỗi lần đợt không khí lạnh về, mà đợt nào mà lạnh dã man ấy, thì hay có băng tuyết, nên mọi người rất hay lên đây check in với cả chụp ảnh. Tối nay tôi với cả mấy anh em trong đoàn sẽ dựng lều trại, đốt lửa trại và ngủ tại đây để trải nghiệm không khí lạnh dã man các bạn nhé. Ngày thứ 3 ở Cao Bằng thì thời tiết nó lại không ủng hộ bọn tôi lắm. Đúng ngày hôm qua là được cái nắng đẹp. Nếu như mà hôm nay trời mà quang mà xanh như ngày hôm qua ấy, thì chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn rất là xa. Cao Bằng có núi non trùng trùng điệp điệp, trùng trùng điệp điệp các kiểu. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy đây là trắng xóa này. Tôi không biết là lên hình các bạn có nhìn thấy là ẩn sau cái lớp mây mỏng mỏng này, mây đang bay này, có một cái bản làng ở bên dưới rất đẹp hay không. Nhưng mà tầm này thì chịu, chả nhìn thấy cái gì cả. Trước khi xuống lều thì tôi giới thiệu cho các bạn một thứ mà chắc chắn là các bạn đã từng nghe rất là nhiều lần rồi. Nếu như mà các bạn xem phim hay là các bạn đọc thông tin nhiều, các bạn sẽ nghe đến một cái lá rất là quen thuộc. Đấy là lá ngón. Nghe lá ngón nữa rồi chưa? Đây, giới thiệu các bạn luôn. Đấy cũng là đầu tiên tôi được nhìn thấy thế nào là lá ngón. Đây là lá ngón này. Nó có hoa màu vàng trông rất là đẹp. Nhưng mà các bạn biết rồi đấy, lá ngón này là lá rất là độc. Ăn mấy lá thôi là dễ anh đạch luôn. Lá ngón trong truyền thuyết đấy. Ăn thử không? Điểm được đến tay. Hôm nay cháu vừa dẫm cứt trong rừng trúc chú ạ. Cứt người chú ạ. Rừng luôn chú ạ. Cả đoàn 10 người đi chả ai dẫm, mỗi cháu dẫm. Cháu buồn lắm ạ. Cả ekip không ai dẫm mà. Nhiều lần. Đúng là được lựa chọn rồi, người được lựa chọn rồi.
Cái bãi lửa đầu tiên là bọn tôi đặt hơi sai vị trí một tí, nên là bây giờ chuyển ra giữa này cho nó đẹp. Mục đích là tôi cầm cái máy tôi quay để tôi đỡ phải chuyển nhiều không ạ. Tôi tính cả rồi đấy, mỗi lần tôi chỉ cầm 3 que để tôi chuyển sang thôi. Các bạn thấy không, tôi chiếu ra đây một lúc là chúng ta đã có lửa để dùng rồi đấy. Tối nay tôi với cả anh em trong đoàn sẽ ăn thịt nướng. Sau khi mà tôi đùa nghịch chán với cả đống lửa, khóc hết nước mắt rồi thì bây giờ nướng thịt và sắp được ăn cơm rồi. Ui, bốc khói luôn này. Trông ngon thực sự, thịt lợn đen ấy. Hoa kiểu tự làm tự ăn ấy, kiểu tự thấy nó ngon. Không phải chê được. Chê là tự đánh giá bản thân mình thấp. Ăn nó ngọt dã man. Ăn nhiều. Thịt hút khói. Nhưng mà khói vào cay mát qua cơm ạ. Thì chiều bây giờ chỉ có mồm hút khói, mũi hít khói với cả mắt ướt đẫm lệ nhòa mà thôi. Người yêu ơi, em có thấu chăng lòng anh. Người yêu ơi, em có thấu chăng lòng anh. Dù năm tháng xa cách làm ta mất nhau, dù tương lai con sẽ thay ở đâu ấy nhở. Tiếp mục đi, thể cay ra. Tôi vừa khám phá được một hòn đá sống ảo các ông ạ. Bên cạnh có một quả cây trông sơ xác. Bên dưới có một hòn đá cực kỳ to ấy. Vừa trèo lên xong. Trèo trên này các bạn có thể phóng tầm mắt của mình ra xa. Đẹp dã man. Đây kiểu mấy cái mạng nhện nó ở dưới đất ấy, xong rồi buổi tối sương nó sẽ lên ấy. Nó thành mấy cái vũng sương nhỉ, trông đẹp dã man này. Trông nó bị đáng yêu ấy. Trời ơi bạn ơi. Chào bạn, chào bạn. Chào bạn, chào buổi sáng bạn nhá. Bạn ngồi đây ạ. Tôi làm bị thuốc vào nhá. Đây nó phải là như này. Em bật ra mấy cảnh ngồi đây đằng sau background kìa, trông đang đẹp dã man ấy. Đức ơi, cho xin con máy bay phải. Đợi chú Vân đấy. Ờ đây đúng rồi, làm tìm máy bay đi. Máy bay sáng sớm đi. Chào buổi sáng các bạn. Đây là ngày thứ tư tôi ở Cao Bằng. Và nốt cái cảnh quay này thì chắc là đoàn chúng tôi chuẩn bị dọn đồ để chuyển về Hà Nội. Hôm qua thì lạnh quá nên là nói thật với cả các bạn là bọn tôi trốn xuống dưới khu nghỉ dưỡng bên dưới bọn tôi nghỉ. Còn bên trên này có hai anh em chui lên trên đây ngủ. May quá sáng dậy thấy chúng có người vẫn còn ấm và vẫn hoạt động được bình thường. Thế là vui rồi. Cái chuyến đi này thì nói là vlog thì nó cũng không phải. Thực ra nó là cái hành trình mà
tôi với cả đoàn đi cùng nhau để làm một cái clip highlight dài khoảng 3 đến 5 phút về những cái cảnh đẹp của Cao Bằng. Tất nhiên là trong 3 ngày nó không thể gói gọn được hết tất cả những cái gì tinh túy nhất của quê hương tôi. Chắc là sẽ có tập 2, tập 3, tập 4 đấy. Và cái thành quả của bọn tôi thì các bạn sẽ được xem sau một ít phút nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những vlog tiếp theo. Bye bye.